Tiếp tục chương trình làm việc tại Vương quốc Bỉ, ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương tại thành phố Brussels, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie Doss và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Eliane Tellier, hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Greiffroy, làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Heidi Hautala. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Bỉ tại thời điểm đặc biệt khi hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Đây cũng là mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn chân thành nhất về việc Hạ viện Bỉ đã thảo luận và thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam vào tháng 10 vừa qua. Trao thư cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi bà Chủ tịch Hạ viện và bà Chủ tịch Thượng viện Bỉ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Bỉ và Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong vấn đề này, góp phần xử lý hậu quả nặng nề từ chất độc da cam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Bỉ, đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam EVIPA nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước. Cùng với đó, mong muốn hai bên sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên bang Bỉ tạo xung lực cho các hoạt động hợp tác nghị viện ngày càng hiệu quả, thiết thực. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trân trọng truyền lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời bà Chủ tịch Hạ viện và bà Chủ tịch Thượng viện thăm lại Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie Doss và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tellier đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam và vai trò của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, trong đó có vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hai chủ tịch cho rằng chuyến thăm lần này của đoàn tới Bỉ sẽ góp phần tăng cường đối thoại để mối quan hệ giữa hai nghị viện và hai nước ngày càng phát triển hơn. Nghị viện Bỉ sẽ nỗ lực hết sức để triển khai hiệu quả nghị quyết ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như mong muốn của hai bên. Hai chủ tịch cũng đánh giá cao nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước đã phát huy vai trò cầu nối tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước Việt Nam, Bỉ. Cùng ngày, hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Greiffroy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai nước đã hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp, rất mong Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh và triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Bỉ và một đối tác châu Phi với sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần của Bỉ nhằm cùng ứng phó với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EU, triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác, đối thoại hiện có, trong đó có kênh hợp tác liên nghị viện. Về phần mình, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu đánh giá cao những chính sách phát triển bền vững của Việt Nam. Qua chia sẻ của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về những chính sách ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, đặc biệt là cam kết tại COP26 và những nội dung giám sát chất vấn của Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy giải quyết vấn đề này, bà Heidi Hautala khẳng định đây là hướng đi đúng đắn của Việt Nam.